hai mẹ con ngồi ăn gì mà thấy chớp chép vậy? Ăn lựu anh, trong tủ lạnh còn trái lựu em lấy ra xẻ hai mẹ con ăn. Để lâu quá không ai ăn hết, mình phải ăn chứ. Trái lựu hả? Trái này ăn thấy nó ngọt nó ngon mà sao con ăn từ hộp con mỏi miệng quá mẹ. Mình giống như mình là lấy nước á, cái mình bỏ hộp. Giờ ra mấy cái chỗ bán nước ép trái cây á, người ta tách cái người ta bỏ vô người ta làm cái một à, nó ra nhanh lắm. Nó ép á, mình thấy nó ép là nó hai nước giờ nó ép. ép luôn Dạ ép ăn đủ xong mẹ, cái nồi con kho con quẹt con vào mình ăn. Hôm nay mẹ thèm với con thèm nè, nên mình kho con quẹt mình chấm với rau luộc ăn, lâu lâu thèm ăn thôi chứ lớn tuổi thì ăn mặn không có được, ăn mặn bị cao huyết áp á. Hồi nhi ăn xong mẹ với Kim Cương làm kho quẹt hả? Kho quẹt Cái món này giờ cũng thấy ở ngoài đường bán nhiều. giờ khách cũng hay kêu món kho quẹt này nè, chấm với rau luộc ăn á. Đâu gửi cho anh mấy hộp ăn thử coi. Lựu ngọt quá em. Lựu ngọt hả mẹ? Lựu này là ăn hai ba người nên mới vui, chứ ăn mình buồn lắm, cứ nhai mỗi miếng. Tắt từ hộp á nên là miếng. Mà lựu này ngọt, Dạ lựu ngọt ghê á. cho con mấy hộp với mẹ, thấy cũng ngọt quá. Lựu ngọt ghê á, này giống của Thái mà. Này của Thái Lan. Ngọt nghe. Em xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em với mẹ em thèm kho quẹt nên em mới đi chợ chiều về em mua ba gói mỡ thì em thắng tóp mỡ để em kho quẹt. Tôm khô quá thì em ngâm mềm rồi. Một hồi hành tím với tỏi là em phi tôm khô để em kho kho quẹt. Ủa ba này ba rọi mà mỡ không phải không em? Ba gói mỡ nha anh. Nó Mỡ nhiều có hơn nạc. nó có dính miếng nạc gì cũng ngon nè. Nó dính miếng nạc vậy đó. Rồi giờ tới em thắng tóp mỡ. Chảo nóng rồi, giờ em cho tóp mỡ vô em thắng. Này mình khỏi bỏ dầu tự nó ra mỡ luôn phải không em? Hỏi anh hồi tự nó ra mỡ rồi. Mỡ nó bốc lên thơm quá anh ơi. Thơm quá. Cái mùi mỡ này nó thơm thì chứ ha. Thơm anh. Chị em là có sợ bị răng á thì chế vô một chút dầu cũng được. Rồi tép mỡ vàng rồi, giờ em tắt xuống em để cho nguội rồi em kho. Giờ em đổ vô để cho nguội. Giờ tới em xào tôm khô. Em cho vô một chút dầu. Này mình xào tôm khô trước em. Xào tôm khô trước em. Em cho đậu hành với hành tím vào. Xào cho hành nó thơm xong rồi mình cho tôm khô vào. Vậy là mình xào tôm khô xong rồi hồi mình mới ấy nước mắm với nước. Lấy nước mắm với nước xào. Giờ hành nó vàng rồi, giờ em cho tôm khô vào. À,
xào cái tôm khô này nè. Cái anh nhớ đến bà Tám bán tôm khô với bán cá biển á. Hồi xưa lúc mà anh còn nhỏ khoảng 7-8 tuổi á, cái bà Tám bà hay bán tôm khô, cái bà thân với gia đình mình á, cái bà ghé bà ngủ lại 5-6 ngày, cái bà về quê. Hồi nhỏ anh thích bà lắm. Yeah. Ừ. Bà bán tôm khô này nè, rồi bà làm mắm khô đu đủ rồi. Giờ chắc bà mất rồi, lâu quá mười mấy năm không thấy bà lên đây nữa. Rồi giờ tôm khô qua vàng rồi em nhấp xuống cho ra chén. Rồi em bật lửa đi vô, em cho nước mắm với đường vào thì em kho quẹt. Em cho đường vào làm giống như màu đường vậy đó. Giờ em cho vô một miếng nước. Cho đường nó tan hết kẹo lại đi rồi mình mới cho tôm khô với tóp mỡ vào luôn. Cái này chúc em làm tiêu nhiều quá nó ngon em. Bỏ tiêu vô cho nó thơm. Bật lửa nhỏ lại để cho nó kẹo kẹo lại. Trời ơi, giờ nó bốc lên cái mùi thơm ngọt ngào luôn em ơi. Nó thơm rồi đó, bụng liền rồi. Giờ đường với nước mắm nó kẹo nè, giờ em cho tôm khô vào luôn. Tốt mỡ đó, mình cho vô sau. Cho vô sau để nó còn giòn không em? Để còn giòn anh. Rồi mình đẩy lửa nhỏ lại cho nó thấm một chút tôm khô đi. Rồi mình cho tốt mỡ vô là được rồi đó. Rồi em cho tốt mỡ vô luôn. Rồi giờ em tắt bếp. Em cho hành lá vào. Em cắt dài lát ớt vô. Em cắt hai trái ớt đi. Em cho hai trái ớt vào rồi vô luôn. Giờ em cho tiêu vô nữa là xong rồi. Rồi xong. Xong một chảo kho quẹt tôm khô tép mỡ. Rồi nước sôi nè em luộc rau để hồi mình chấm kho quẹt ăn. Cho đậu bắp vô trước. Em bỏ từ từ vô đi. Để cải này nó mau chín hơn đậu bắp á. Đậu gồng này nè, hồi mình ăn sống chấm anh. Đậu gồng này mình ăn gì cũng ngon ha. Ăn mắm hay mình chấm kho quẹt gì cũng ngon á. Ăn cá kho cũng ngon nữa. Đậu gồng này dễ ăn ghê ha. Dễ ăn. Rau chín với đậu bắp chín rồi, giờ em vớt ra. Vớt đậu bắp ra luôn. Mình chắc nước ra lại để nó thấm nước, nó gục ra luôn đó. Bây giờ Hoàng Kim xin mời cả nhà cùng ăn bữa cơm kho quẹt với lợi tép mỡ với tôm khô cùng gia đình Hoàng Kim nha. Xin mời. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cái tép mỡ giòn lên nè. Cay lắm ạ. Nãy còn có sốt ớt vô. Em, tép mỡ mà em làm thì nó giòn à. Quá giòn luôn. Ăn vậy mà nhớ lại bữa cơm hồi xưa hồi sữa nè, nhà nào cũng có món kho quẹt nữa. Hồi xưa khổ lắm, cái người ta làm nồi kho quẹt là chấm sạch vậy mà ngon dạ.
mấy cái nhà hàng quán nhậu nè, mấy đại gia rồi á, ba giờ không thèm thịt cá nữa mà tụi người ta đi kiếm là những cái món này. Giờ mấy người mà đại gia là ta kiếm là mấy cái món này nè, người ta hán thịt cá rồi. Không mà món này ăn đâu ăn ngon rồi nè. Xưa mẹ hay ăn cơm á, còn nóng á, cái chế á, cái mỡ vô với ăn miếng mắm. Cái này lớn tuổi đó mà ăn mặn rồi nó lên miếng áp á. Mấy nhỏ cay lắm rồi chắc còn cha cay cay với sơn tiên rồi. Ăn tôm khô mẹ nhớ là tám tôm khô bà tám này chết mấy tuổi thôi nhưng còn sống lớn ngoại 10 tuổi ngoại 86 bà ơi 96 hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ xíu á có cái bà tám bà chơi chung với bà ngoại của mình á bà bán cá biển tôm khô nè bà hay bà hàng cái nhà chơi á, bà lên đây bà bán á Kim Cương dạ. Rồi xong cái bà ở lại nửa tháng ngày hai bà chơi á mà xong bà coi gia đình cũng như người thân vậy ha, con cũng thương hết á. Giờ lâu quá thì bà mất rồi. Chắc bà mất hả? Không biết. Có lấy tôm khô rồi, kêu bà tám tôm khô không? Hay bà tám cá biển. Bà tám cá biển. Đó ăn cá biển hả? Tôm khô cá biển là nói chung là khô không? Để bữa nào anh mua mấy cái thốt và quẹt cái hàng có cái mốc lạnh cái món này nữa nè là bằng cái nồi đất á ăn cho nó giống ngày xưa luôn cá mò cộ ăn cho nó giống ngày xưa luôn nè. Hồi xưa thì ai cũng muốn giàu sang hết á phải không, cái giờ người ta lại muốn quay lại như ngày xưa vậy đó, trồng rau trồng trái cây rồi đó, người ta muốn quay lại ngày xưa. Bây giờ càng tân tiến quá cũng khổ, ăn uống còn cá chấp luôn. Giờ con thấy mấy cái tài mà đại gia nè về quê đó, mua đất á rồi trồng cây nè rồi trồng rau nè nuôi cá nè, người ta quay lại xưa rau trái cây rồi ạ. Và bây giờ nước tủ lâu qua 6:30 chưa mẹ còn nửa tiếng thôi. Không làm vừa năng quá hả nè. Nãy giờ nửa chắc mở nè không ạ. Mở giòn quá. Tại nó có dính miếng thịt nữa đó mẹ. Thì bắt đầu mở. Lâu lắm mới ăn lại tương vị chưa. Mà cái này lọc cay nó ngon ha. Cay lọc cay cũng ngon. Cay đổ mồ hôi luôn, tắm luôn. Nãy mấy cái nhỏ ăn không? Nếu chờ con đi học về con ăn. Cà cay với con đi nó chờ con đi học chùi con này nha ba. Nó cũng đói nó chưa ăn nữa mà phải nó thấy thơm á, nó hỏi thử giờ con ăn được không. Tôm khô ngâm nó mềm không? Ngâm mà nó mềm. Đợt anh ăn cá trắng thịt muối á. Cái anh kìm chén tôm khô kho
gà ăn cứng như cục đá, chắc mà để lâu nó coi đi coi lại. Không ăn nó không đi lại mấy mà. Chắc đi coi đi coi lại nhiều quá, ăn cứng như cục đá nữa. Mình ngâm nhà ăn mềm ngon lắm. Cục đá ngon. Nướng mình nó chấm ăn cũng ngon. Cài chút một hồi, dạ quá. Công nhận ăn mặn mà, không có hào đồ ăn ha. Mà ăn mặn nhiều bệnh lắm á. Đau lông hả? Cũng vậy hả? Nhờ bộ qua được ăn rau thì mình tốt. Con ăn gì là con phát đó, đậu bắp với đậu rồng, hai cái con phát. Ăn hồi hẹp nóng quá, cái mình ăn rau lại nó bù lại, mình phải ăn rau luộc nhiều. Chảo kho quẹt siêu cay. Ăn nhớ lại hương vị ngày xưa. Cay không? Cay. Cay ngon. Ừ, con phải ăn cay vậy mẹ. Cay không? Ừ. Ăn này mà không có cay nó không có đã. Đổ mồ hôi vô xong hơi luôn. Ai mà cảm ăn rồi kho quẹt này hết bệnh luôn mẹ. Đổ mồ hôi. Ăn chén nữa hả? Ăn món này hao cơm quá hả mẹ? Vậy mốt mình làm thêm cũng kho quẹt này nhưng mà mình làm kiểu cơm trái á mẹ. Nguyên cái bánh giống như giờ người ta làm á. Cơm trái là chấm kho quẹt. Giờ món này là món ăn chơi ngoài đường nhiều lắm á. Vì em làm ba chén luôn hả? Ba chén luôn. Trái. Ăn dữ dằn à. Trái ngon quá. Không tới mẹ đâu, mẹ bới nhiều mẹ. Video đến đây Hoàng Trinh xin phép được kết thúc. Nếu các cô chú các anh chị mà có thấy hay và vui á, nhớ đăng ký, like và chia sẻ, nhấn vào cái chuông cho Hoàng Trinh Vlog nha cả nhà. Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại.